Pháp hội niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm. Đại đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng: Nghiêm trì tịnh giới, giữ oai nghi của người con Phật. Thời gian: ngày 14 tháng 11 năm 2021 dương lịch, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày mùng 10 tháng 10 năm Tân Sửu, Giác Nhàn đang có mặt tại viện chuyên tu. Hôm nay nói qua một cái điều, đó là những cái quy củ trong thiền môn, mà ở đây rút ra một số những kinh nghiệm để mình bớt lỗi. Thường cái lỗi là những cái điều mà mình xem nó quá bình thường, nhưng mà nó trở thành một cái lỗi mình không sửa được. Như cái chuyện gì bình thường? Giữ tiền thấy bình thường không? Thấy bình thường đúng không? Có tiền thì sai thôi, nói cái gì đó. Người ta cúng mình là có để mình xài đúng không? Nhưng mà trong khi đó là mình xài nó không có đúng, và mình tự tư tự lợi, mình xài cho bản thân, và mình xài thời gian cái bắt đầu nó thành lỗi mất. Hồi xưa cái thời tu mà làm gì có tiền để mà hút thuốc, uống bia, nghe điện thoại. Xưa các vị rất nghèo. Thấy tiền không? Cho nên Phật nói cái giới thứ 10 không giữ tiền. Chỉ có là ban chức sự, ban lãnh đạo họ giữ tiền để họ lo lắng cho mình thôi. Bữa chú Thanh Sơn còn 5 triệu ông đưa, ông kia cúng dường, quyết định đã không ăn chiều rồi không giữ tiền đâu. Không nằm giường cao chiếu rộng xinh lớn, chiếu lớn xinh đẹp. Hôm qua có mấy người quay phim anh Dũng, anh kêu mọi người thì thầy phim cũng nói vui vui, kêu cái mặt sư phụ hay đen đen, thôi tha chút son phấn lên cho nó trắng trắng quay phim mới đẹp. Cái không được, trong giới luật Phật không cho. Không trang điểm phấn son, quần áo lễ lụi tươi tốt. Hòa thượng đi qua truyền hình Đài Phượng Hoàng kêu giờ hòa thượng bôi chút kem vô rồi cho nó sáng sáng, mặt quay lên cho đẹp, và kiểu nói không quay thôi chứ tôi không bao giờ bôi cái này được. Giới luật không có cho. Phật đã nói không có làm cái gì thì không nên làm cái đó. Phật nói làm cái gì thì nên làm cái đó. Con của Phật mà. Thì như vậy mới gánh vác được cái gia nghiệp của Phật chứ. Mình làm trái lại thì phải phá gia chi tử không? Phá gia chi tử rồi. Đó. Rồi không có nằm giường cao chiếu rộng, không xem nghe múa hát đường kèn ăn tiệc đông vui. Hòa thượng nói đó, tất cả những cái thế sự ở bên ngoài, phim ảnh đồ này nọ là thế sự, thì người ở trong chùa không nên xem thế sự, tivi đồ là mình ngưng luôn, tâm nó sẽ thanh tịnh. Không giữ tiền không, không xem tất cả thế sự bên ngoài, phim ảnh đồ lên cho nó đủ thứ phức tạp cho nó hết. YouTube nó quay không có cái thứ gì không có trên đó, đồi trị xã hội không có cái gì mà không có trong đó. Một cánh cửa mở ra, ai muốn vô thì vô, ai muốn bỏ cái gì vô, rác cũng có, vàng cũng có, đô la hộp sòn cũng có, cơm cũng có, gạo cũng có, mà rác thì nhiều lắm. Mình lên trên đó không chừng dính bẫy, khỏi coi luôn đúng không? Tâm thanh tịnh. Không giữ tiền đúng không? Tâm thanh tịnh. Không giữ điện thoại, mà không có tiền sao mua điện thoại, mua cạc gì không? Không giữ điện thoại, không giữ tiền. Rồi gì? Không đi ra ngoài một mình. Ra ngoài một mình là có chuyện. Những cái quy chế trong thiền môn đi ra là phải có hai huynh đệ, gọi là tăng thân. Phải có chư tăng để bảo bọc, gọi là tăng thân, Phật thân, Pháp thân, rồi đến tăng thân, bảo bọc mình. Mình là phàm phu chưa chứng A-la-hán thì mình phải có tăng thân để bảo bọc, có Pháp thân để bảo bọc, có Phật thân để bảo bọc. Bớt đi ra ngoài rất hay. Từ bắt đầu ở bên Mỹ, đi về đây là coi như là chỉ có đi xuống Vĩnh Nghiêm 8 lần giảng, với đi xuống Phóng Sanh ở dưới Cà Mau 1-2 lần thôi rồi ngưng. 2-3 năm nay họ ít đi ra ngoài, hầu như không đi ra ngoài, lòng vòng trong huyện, cùng lắm lên Đà Lạt một chút, bớt đi ra bên ngoài. Có thời gian ở nhà tu tập, có thời gian ở nhà để mình sinh hoạt, nó không có đảo lộn thời gian của mình. Vì vậy cho nên thành ra những cái quy chế mà ở đây có 5 cái điều quy chế nè. Thứ nhất là không ăn chiều, là anh em mình bữa nay là áp dụng tốt rồi đó. Nhưng mà cái không ăn chiều này tùy theo cơ địa mỗi người, có những người họ yếu quá như chú Duyên á,
là chú Nhuận Tấn của mình đây là ông dựng phim, ông làm đường ông nó chỉ có 3 chấm mấy, 4 chấm, có 8, 90, có khi 70 thì nó thấp quá, chiều ông phải có một ly bột, có thêm đường. Có bữa ông mệt quá có thể khai viên ăn miếng cháo, nhưng mà ông quyết tâm có thể là uống bột. Bột nó không có nhai nó cũng không trở thành ăn chiều. Cơ địa mình nó không có ổn và nó yếu thì mình phải uống bột vào. Cơ địa người nào khỏe và có thể không ăn chiều, ngủ ngon, không có gì trở ngại thì mình có thể là không ăn chiều được. Hôm qua lên có ông bà cụ, bà từ với Bảo Lộc bà lên, bà có phong bì, bà cúng 5 triệu, giờ xé ra mới thấy 5 triệu. Kêu cụ lên trên này ở chỗ nào, kêu ở nhà trọ ồn quá ngủ không được, trên này lạnh quá. Với hai nữa tối là bà cụ ngủ không được là bà niệm Phật, bà niệm Phật nhiều lắm. Thì ở đây nói là Tổ sư Ấn Quang nói là khi ngủ là để mặc đó, đừng có niệm Phật. Còn nếu mà tâm mình nó mạnh mà mình niệm như thầy Tánh đó, thường ông vô đề khởi vài câu cái ông ngủ. Nếu mà mình cái tinh thần mình nó yếu hoặc giả là nó tỉnh quá, nó do nó không ăn chiều, mình cứ niệm Phật, cái tinh thần mình nó cứ bám theo câu Phật hiệu suốt luôn, không ngủ sáng mai dậy không nổi, cơ thể mình không chịu nổi được như vậy, chưa quen như vậy. Với lại là cái sức về tâm linh, về thân thể mình không có thể nào mà không ngủ được hết. Thì nói bà cụ thôi bây giờ bà ngủ bà đừng có niệm Phật, đừng niệm Quan Âm, bà cứ hít thở cho thiệt sâu vô bà thở ra, uống ly bột cho ấm. Bà lên chùa không có ăn ăn buổi chiều cho nên bà ăn củ khoai hoặc ăn gì sơ sơ, hoặc bà không ăn luôn cho nên bà ngủ không được, 3 đêm thức trắng luôn. Lạ chỗ mấy người già là vậy. Thì bây giờ có những cái lúc ở đây khi làm việc nằm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi không ngủ, thỉnh thoảng thôi. Bởi vì mình làm việc buổi tối hơi nhiều thì mình uống một ly bột vô trong đó, đừng có nước nhiều quá, khoảng nửa cái ly mà bột em quay mình nó ấm cái bụng để mình ngủ được. Cái cơ thể mình không phải mình bắt nó làm sao nó làm như vậy đâu. Có những người mà họ có thiện căn và cái nhân duyên thù thắng, họ nhịn chiều luôn một lần không có gì trở ngại hết. Như thầy Long là thầy tin tưởng cái câu của ngài Hư Vân đó là bụng rỗng là tâm sáng, bụng rỗng là tâm không. Mấy lâu nay là thầy nhịn ăn được, nhưng mà nhiều người mình chưa quen mình phải có một ly bột ở trong đó. Như thầy Minh đồ cũng có một ly bột phải không? Nó ấm ấm cái bụng dễ ngủ, hoặc nó im im nó không có sót, nó không có bào. 2 3 ngày đầu thầy nhịn ăn thì kêu khỏe lắm, bởi thầy sót quá thì cũng phải có một ly bột. Cái đó là mình phải tùy theo lắng nghe cơ thể của mình nha. Không ăn chiều, không giữ tiền, không giữ điện thoại, không đi ra ngoài một mình. Những cái quy chế này rất quan trọng. Đúng không? Đó. Rồi không xem truyền hình thế sự bên ngoài. 5 điều này giữ được tâm mình là thanh tịnh. Ấn Tổ cũng vậy, suốt cuộc đời ngài chỉ nhập thất không đi ra ngoài, tiền có là ngài đi làm Phật sự, in kinh đồ hết trơn. Ngài ăn bột ngọ nữa, suốt 3 mấy năm ăn bột ngọ nữa. Thấy không? Ngài áp dụng những cái quy củ này, cho nên thành ra Giác Ngàn có cái minh định và cái sự suy nghĩ của mình về những người tiền bối mà con người muốn thọ từ 80 đến 100 tuổi á, thì có những cái quy củ này họ giữ nè. Thứ nhất là ăn chay thì anh em mình trong này là chay trường ổn rồi, đúng không ạ? Cái người ăn chay kéo dài tuổi thọ, thân thể người này ít bệnh hoạn, thì tổ hay nhắc chuyện này rồi, đúng không ạ? Thứ hai là cái người này họ thường phóng sanh, thọ mạng họ kéo dài, tuổi họ kéo dài. Mua con cá đồ gì cũng được, họ không có tiền phải không? Họ mua con cá gì đó hoặc những cái gì đó, họ thấy con trùng, hôm bữa đi chung với chú Tốt, chú Hiển thấy con trùng nó nằm ở trên cái đường, tức là nó khô cho nên nó giãy giụa, nó gần chết rồi. Bắt nó xuống để chỗ đất mà mình cho nó chút nước vô nữa để nó sống, cứu mạng nó, một sinh mạng đó mình cứu nó, thì đó là thọ mạng mình sẽ kéo dài, bởi vì nó đang gần chuẩn bị chết mà mình cứu nó mà, thọ mạng kéo dài. Thêm một cái nữa là người này không ăn chiều. Thường thấy các ông cụ như ở đây hôm bữa có 2 ông cụ mình đây không? Một ông cụ nhã là Sa Di 83 tuổi đeo kiếng ngồi dưới kia. Thêm Nhuận Tội nữa là 87 tuổi, 83, 87 không? Không ăn chiều. Tuy rằng nó hơi đói một chút mà khi nó quen rồi thấy tuyệt lắm. Nhất là không ăn là tối ngủ thấy liền, thấy rõ liền, tức khắc luôn là ngủ không mơ mộng, ngủ dậy sớm không mệt, nằm đó cũng không ngủ, tỉnh queo. Thường ở đây những cái tài liệu này là toàn là buổi sáng không à. Ban ngày nhiều lúc muốn làm, nhiều lúc cũng không hứng thú mà làm, mà khi thức dậy khuya là tự nhiên ngồi làm, chăm chỉ mà làm soạn bài đồ, làm rất là thích thú. Khuya thanh tịnh, rất là thích. Hòa thượng Quảng Hiển mà coi như là 7 giờ, 7 rưỡi ngày ngủ mà 12 giờ, 11, 12 giờ ngày dậy rồi. Cả một buổi sáng từ 1 giờ khuya đến 6 giờ sáng là suy nghĩ không biết bao nhiêu việc để mà chuẩn bị làm, mà nó sáng nó tỉnh lắm. Đó là cái bí quyết của người sống thọ đó. Ăn chay, phóng sanh, không ăn chiều. Thêm một cái nữa là mà anh em mình là tương đối là đạt tiêu chuẩn. Nếu mà người bên ngoài cũng phải nghe cái điều này mà Ấn Tổ hay nói, đó là gì? Giữ gìn thân thể bằng cách bớt ham muốn về tài tiền, suy nghĩ nó nhiều quá rồi ngủ không được, cũng là một loại
làm cho mình tổn thọ, gọi là tham tài. Rồi sắc giữa vợ chồng cũng phải giữ, dầu là vợ chồng phải giữ. Thường khởi niệm như vậy là dơ bẩn tự tâm mà mất hết cái phước báu của con người mình và tổn thọ chết sớm. Đó là thường nghĩ về dâm dục. Cái này phải suy nghĩ cho kỹ và phải làm chuyện này. Cho nên thành ra thấy Ngài Tiên Hóa cũng vậy. Ngài kêu năm con quỷ: quỷ tài, quỷ sắc, quỷ danh, quỷ thực và quỷ thì. Thì nói con quỷ sắc là Ngài nói Ngài sợ nhất. Ngài nói năm con quỷ bởi vì dục đó là sự ham muốn và nó làm mình khổ lị, cho nên Ngài nói thành quỷ, Ngài dùng cái từ quỷ. Năm con quỷ: tài, sắc, danh, thực, thì. Thì nói chung là con quỷ nào cũng giữ hết. Nhưng mà con quỷ sắc là nó giật dằn nhất. Nó làm cho con người là băng hoại tinh thần, chết sớm, sự nghiệp tiêu tan. Đó, coi đi. Dữ dằn lắm. Mình không biết tránh là mình chết ngay tức khắc. Đó. Rồi gì nữa? Ngủ sớm, dậy sớm. Và sống đơn giản. Sống đơn giản, ăn uống đơn giản. Mà cái người họ đơn giản rồi, tự nhiên họ sống thọ. Hôm trước đi xuống thăm Hòa Thượng Minh Chiếu, có làm một cái đoạn video. Sau cái đoạn video này, nói chuyện này sẽ đưa cái đoạn của Ngài vô Vấn Nhàn nói chuyện. Gặp Ngài thì thường bữa nay Ngài đóng cửa, Ngài không tiếp ai luôn. Ở trong phòng niệm Phật thì lúc trước Ngài niệm ra tiếng bốn chữ liên tục luôn, không có nghỉ, mệt rồi mới nghỉ một hơi dài. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Mệt cái đó hít thở vô. Thì ấn tổ nói là niệm Phật theo kiểu truy đảnh, câu này nói tiếp câu kia nói tiếp câu, cứ nói tiếp câu này nói tiếp câu kia vậy mà liên tục như vậy thì dễ tổn khí. Ngài nói ngài niệm 2 tháng là ngài mệt, tức ngực, ngài kêu niệm không được nữa. Thôi ngừng, chuyển sang cái cách là một hơi 3 câu. A Di Đà Phật, 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 ra tiếng luôn. Có bữa nữa, có bữa là niệm 1.5 tiếng, có bữa niệm 2 tiếng, mà thường là 2 tiếng. Hỏi ngài niệm cái kiểu một hơi 3 câu này có mệt không? Ngài kêu không, bữa nay bớt mệt rồi, mà thỉnh thoảng cũng khô miệng cũng mệt. Cho nên thành ra khi ngồi nói chuyện với ngài, ngài nói cái đặc biệt hôm trước á, tôi lạy nó lỡ đồ gói luôn. Mà tôi 85 tuổi mà hôm nay ăn một bữa trưa thôi mà tôi lạy nó mệt quá, thôi tôi ngồi trên ghế tôi niệm. Nhưng mà thường là 3 tháng cái tim ngài thay van rồi nha, thường 3 tháng phải đi xuống kiểm tra. Ngài nói bữa nay 7 tháng không kiểm tra vẫn khỏe bình thường, do niệm Phật ra tiếng nó có cái lực sanh biến Phật gia hộ. 7 tháng rồi chưa đi kiểm tra nó không có mệt. Lúc trước mệt dữ lắm. Và thượng minh chiếu mình. Xong ngài mới nói rằng là thường mình niệm Phật mà một hơi như vậy 3 câu thì nó không có mệt. Nhưng mà nếu mà mình thường niệm như vậy lâu ngày cũng bị tổn khí. Cho nên Ấn Tổ mới nói là niệm ra tiếng lớn nhỏ thầm đủ tai nghe và trong tâm. Thì Giác Nhàn nói Hòa Thượng mình niệm ra tiếng như vậy hoài lâu ngày sẽ tổn khí mệt á. Ngày kia cũng quen như vậy rồi. Cho nên để mình ngộ ra cái chuyện mình niệm trong tâm á nghe. Rồi niệm thầm nghe cái tai mình nghe cái hơi. Rồi mình niệm ra tiếng nhỏ rồi niệm ra tiếng lớn. Bốn cách này Ấn Tổ dùng quan trọng cực kỳ trong cái cuộc đời tu hành niệm Phật của mình. Quan trọng lắm á. Cho nên ngài kêu có văn sao tổ sư Ấn Quang có mấy nghe pháp không cho tôi một cái. Ngài Giác Nhàn mới kêu chú Cảnh mang xuống để cho Hòa Thượng nghe. Thì thấy sắc diện của ngài bây giờ khác hẳn lắm. Ngài kêu niệm Phật đến hôm nay cũng 7 tháng rồi mà niệm ra tiếng suốt như vậy đó. Cho nên thành ra cái thời khóa của mình tu, mình tụng kinh ra tiếng phải không? Cái mình lễ Phật cái là trong tâm hoặc là thầm không ra tiếng, rồi mình đi kinh hành ra tiếng, rồi mình trì đại bi không ra tiếng, phải có thay đổi như vậy. Chứ còn không mà nếu ra tướng thường xuyên như vậy là tổn khí chịu nổi, bệnh. Nhưng mà ngài không biết sao Phật lực gia trì mà ngài ra tiếng. Nhưng mà có 2 thời à, sáng à, từ khoảng 9 giờ 11 giờ rồi ngài dùng cơm buổi trưa là xong. Rồi chiều là 6 giờ đến 8 giờ thôi. Và thượng minh chiếu. Nên thành ra là cái phương pháp mà để mà mình niệm Phật á, thì phải nắm kỹ trong văn sao để mình có thể mình áp dụng được. À, hôm nay tiếp tục nhắc nhở đại chúng là có các vị bác sĩ, tiến sĩ nghiên cứu nhịn 16 tiếng. Ở Sài Gòn có con của cô Giáng Hương á, là nó nhịn 16 tiếng, 5 giờ ăn và 10 giờ sáng hôm sau ăn. Thì lúc trước nó bị đủ thứ bệnh, đã khá nhiều bệnh lắm. Nhưng mà bữa nay giảm bệnh đi là do nhịn 16 tiếng. Trong này có nói cái cách mình nhịn 16 tiếng. Nhưng mà nếu mà nhịn 16 tiếng mà theo cái kiểu của mình á, thì trưa mình ăn 11-12 giờ đó,
mãi cho đến 6 giờ sáng hôm sau thì cũng 18-19 tiếng chứ không phải 16. Nhưng mà cái cách này là cái cách để mà thanh lọc cơ thể và cái gen sinh tồn, tức là cái thọ mạng á, danh từ khoa học gọi là gen sinh tồn á, nó phát triển rất tốt trong cái lúc đang nhịn đói này, trong nàng đói. Rất hay. Hôm qua cô Bích, cô vô cô nói hai đứa con của cô, đứa con gái còn đi học, hai đứa nhỏ đó, nghe đĩa mình xong cái nó không ăn chiều, mà hôm nay quá trời người nghe cái đĩa hôm trước, nó nói ăn uống dưỡng sinh theo lời Phật dạy họ không ăn chiều nhiều lắm. Nhưng một số người cũng phải dùng bột, họ chưa có quen. Có một số người như thầy Thiện, một số người là họ dứt luôn, nhưng mà cũng phải lắng nghe cơ thể của mình. Cái này đặc biệt, nếu người không ăn chiều là cơ thể họ nhẹ nhàng và đầu óc họ sáng suốt, cực kỳ sáng suốt luôn. Giờ thì mình đọc cái đoạn này nữa là xong, còn lại 5 phút nữa là hết, là đúng 2 tiếng đồng hồ. Giác Nhàn xem và trích lục ra rất kỹ cái đoạn mà nhịn 16 tiếng, mình thì hơn 16 tiếng. Những cái tài liệu này quý lắm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc tài liệu của nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và của những bác sĩ, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và tổng thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Những bác sĩ và các nhà nghiên cứu việc nhịn ăn 16 tiếng có tác dụng rất tốt cho cơ thể và ngăn ngừa bệnh nan y. Một nhỏ, tác dụng của việc nhịn ăn 16 đến 18 tiếng tăng cường hệ miễn dịch chống lại tất cả các bệnh tật nan y, còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tăng cường chức năng não bộ và tăng tuổi thọ, từ đó giúp cải thiện các tình trạng bệnh tật và cải thiện sức khỏe tổng quát, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi và các đối tượng muốn giảm cân. Khi nhịn ăn qua đêm, cơ thể tự đốt cháy chất béo và tiêu hóa thức ăn dư thừa, cơ thể sẽ cân bằng âm dương, lục phủ ngũ tạng sẽ được nghỉ ngơi trong trạng thái tỉnh và được phục hồi các cơ quan nội tạng tốt nhất. Vì vậy, tim gan tùy phế thận được nghỉ ngơi, hồi phục hội chức năng miễn dịch tốt nhất. Thực hành nhịn ăn 16 tiếng. Chế độ nhịn ăn 16 tiếng trong ngày là một chế độ nhịn ăn phổ biến hiện nay. Cách đơn giản nhất để thực hiện chế độ ăn này là trong 16 giờ không ăn, có bao gồm cả thời gian ngủ buổi tối. Đa số mọi người sẽ lựa chọn không ăn từ sau bữa tối, trong thời gian ngủ và một phần buổi sáng hôm sau. Trong khung thời gian này, mọi người có thể ăn bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ của họ vào thời gian thuận tiện. Nhịn ăn 16 tiếng thường xuyên là rất quan trọng, nhằm duy trì đường huyết ổn định và tránh đói quá mức. Nếu nhịn chưa quen hoặc buổi tối làm việc bằng đầu óc hơi nhiều, hoặc giả là có công việc thức hơi khuya, nên uống một ly sữa hoặc bột ấm. Để dễ ngủ, nên uống trước 30 phút trước khi đi ngủ, như vậy sẽ dễ vào giấc ngủ hơn. Khuyến nghị các loại thực phẩm. Chế độ nhịn ăn 16 tiếng không yêu cầu quá khắc nghiệt về những loại thực phẩm được ăn và không được ăn. Mọi người có thể tự do lựa chọn thực phẩm cho khẩu phần của mình. Có một số khuyến nghị giúp bạn lựa chọn được những thực phẩm lành mạnh. Giới hạn các thực phẩm dư thừa năng lượng và không tốt cho sức khỏe. Các loại thực phẩm nên tập trung. Hoa quả và rau củ có thể còn tươi, đông lạnh hoặc đóng hộp. Ngũ cốc toàn phần, diêm mạch, gạo lứt, yến mạch, protein trong các loại đậu như đậu nành, đậu Hà Lan, lúa mạch, v.v. Chất béo tốt, dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt, v.v. Rau củ quả và ngũ cốc toàn phần có hàm lượng chất xơ cao. Chúng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Các chất béo lành mạnh và protein giúp bạn không rơi vào trạng thái đói. Uống nước thường xuyên trong suốt cả ngày có thể làm giảm lượng calorie nạp vào bởi vì bạn sẽ có cảm giác đói. Các loại nước không có hoặc ít calorie thường được khuyến nghị sử dụng trong 16 giờ nhịn ăn, ví dụ nước trắng, trà hoặc cà phê không đường. Lưu ý trà và cà phê ít đường nên uống vào buổi sáng, không uống vào buổi tối. Uống trà quế thảo dược trong suốt thời gian nhịn ăn, nó giúp hạn chế cảm giác thèm ăn.
uống nước thường xuyên, nhưng nên uống vào buổi sáng đến trưa, chiều ít uống nước để tránh tình trạng đi tiểu ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ. Hạn chế xem tivi để làm giảm sự phơi nhiễm với các hình ảnh thức ăn, chúng có thể kích thích cảm giác đói. Lợi ích sức khỏe: 1. Giảm cân và giảm mỡ. Ăn uống trong một khoảng thời gian nhất định giúp bạn giảm một lượng calorie nạp vào cơ thể và có thể kích thích chuyển hóa. Một nghiên cứu năm 2017 gợi ý chế độ nhịn ăn 16 tiếng có hiệu quả giảm cân và giảm mỡ ở những người béo phì hiệu quả hơn các chế độ giới hạn calorie khác. Nghiên cứu năm 2016 cho thấy nam giới thực hiện chế độ ăn tiếng kết hợp với luyện tập thể lực có hiệu quả, giảm khối mỡ bụng rất hiệu quả. Một báo cáo năm 2014 cho rằng nhịn ăn gián đoạn có những lợi ích hứa hẹn trong giới hạn calorie, làm giảm nguy cơ tiểu đường type 2 và giảm cân ở những người thừa cân béo phì. Một nghiên cứu năm 2018, chế độ nhịn ăn 16 tiếng có thể giúp giảm huyết áp ở những người trưởng thành béo phì. Một nghiên cứu năm 2017 trên mô hình động vật cho rằng các chế độ 16 tiếng có thể làm giảm nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ, giảm cân tăng. Không chỉ hạn chế ăn của bạn một vài giờ mỗi ngày giúp giảm lượng calo trong suốt cả ngày, mà các nghiên cứu cũng cho thấy rằng nhịn ăn có thể tăng cường trao đổi chất và tăng giảm cân, cải thiện kiểm soát lượng đường trong máu. Nhịn ăn gián đoạn đã được tìm thấy để giảm mức insulin nhịn ăn lên đến 31% và hạ đường huyết xuống 3.6%, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nam mô A Di Đà Phật. Bệnh tiểu đường với bệnh huyết áp thì thường xuyên gặp lắm. Không có thuốc trị, chỉ có hạ thôi chứ không có hết được, đúng không? Nhưng mà thường người tu sĩ mình bữa nay tiểu đường nhiều quá, bệnh tiểu đường nhiều quá là lý do gì? Ít hoạt động để nó tiêu lượng đường ở trong cơ thể là một. Ngồi máy lạnh thụ động nhiều quá, và nhất là ăn đêm. Sáng có một số mấy thầy lúc trước những nhà ở Sài Gòn uống cà phê hoặc ăn sơ sơ, trưa thì cũng có ăn nhưng mà chiều vẫn là chính. Tối thức khuya để học 11-12 giờ là thùng thùng mì để đó, sữa để đó, uống vô nhiều quá. Mà uống xong trong thời gian ngắn không có hoạt động ngủ đó, rồi bắt đầu tuyến tụy nó làm việc quá độ, nó không tiết ra insulin được, cái bắt đầu tăng cái lượng đường lên cái mức độ 300 mấy. Từ từ cái bắt đầu là nó đột phá, nó tiêu hủy hết mắt rồi thận rồi gan rồi tất tần tật. Bệnh tiểu đường là một cái bệnh mà giết người thầm lặng, kinh lắm. Mấy anh em mà không thận trọng thì dính hết. Sáng ăn cho no vô, đừng có no quá mười mấy phần thôi, 8-9 phần rồi đi làm tiêu hết. Trưa bắt đầu mình ăn vô rồi bớt ngủ trưa đồ lại, bữa nay tập bớt ngủ trưa, đi phóng sanh giờ trưa. Nước ngoài không ngủ trưa, một số những người họ làm việc nhiều họ không ngủ trưa. Ngã lưng một chút, nếu mà không mệt thì thôi, không cần ngủ. Bữa nào cảm giác thấy nó hơi cay cay mắt hoặc là cần nằm ngã lưng chút, còn không tỉnh đi niệm Phật, dành thời gian niệm Phật, chứ cái quỹ thời gian mình đâu còn bao nhiêu đâu, đời người đâu bao nhiêu thời gian đâu. Chiều không ăn uống bột là người này không bệnh, bảo đảm chắc chắn. Đây nghiên cứu kỹ, trong này họ nói như đợt trước thầy Minh có đọc. Ở đây bữa nay chủ lực về cái việc huyết áp với là bệnh tiểu đường cho đại chúng. Nhiều người huyết áp là do cái chuyện ăn uống, bệnh tùng khẩu nhập mà. Hôm nay nhắc nhở anh em tí nữa. Ngoài cái chuyện không ăn chiều rồi nhưng mà ăn vội vàng quá, hôm bữa giờ có công trình đó, thì gì? Đường vẫn lên và gì? Cơ thể mình mệt mỏi khó chịu. Hôm nay chuyển thang bắt đầu ăn giống như lúc trước là nhai nhuyễn thành nước, một buổi ăn là nửa tiếng. Ở ngoài đời họ ăn gần như ma đuổi, gần như là ăn để mà cho bỏ vào tử cho xong để chạy đi làm. Ngoài đời gọi là ăn bị ma đuổi á. Bây giờ mình phải ăn một buổi ăn thực sự là mình đang ngồi ăn. Cả ngày ăn bữa đâu bao nhiêu đó. Thời gian thực sự mình ăn rất ngắn. Nửa tiếng thì là 24 tiếng đồng hồ, mà nửa tiếng một buổi ăn, hai buổi ăn để một tiếng cung cấp cái chất dinh dưỡng trong cơ thể mình mà không ngồi ăn được.
nhai vội vội vàng vàng thì người này không có thể nào mà tập trung được làm việc gì, không có làm việc gì được hết, không có tập trung ăn, không tập trung được nữa. Thì làm sao cơ thể mình có sức khỏe? Sáng ăn nhai thiệt nhuyễn, bữa nay một chén cơm nhai nhuyễn luôn, và thức ăn đồ này nọ là thành gọi như là hai chén mấy cho như là ba chén đấy, mà chưa tới đâu là nửa tiếng đồng hồ, có khi 40 phút luôn, nhai thành nước luôn. Thì nước miếng mình nó ra chung với thức ăn đó là nó chữa bệnh bao tử. Mà đường bao nhiêu, lúc trước mà nhai vội vàng vội vàng vàng á nha, buổi chiều thì không nói chuyện lượng đường nó không lên rồi, mà buổi sáng á nha, mà ăn nhai vội vội vàng vàng, bữa mà mình nhịn buổi chiều mà ăn hơi nhiều nữa thì đến trưa á, ở đây thử á, thì thường 8-9 chấm luôn. 8-9 chấm nó tương đương với 100 mấy 200, dễ sợ. Mình không có đo đó, coi chừng là mình cũng bị đó. Nó không có xuống được là do cái thức ăn đó nó không được nghiền nát nhuyễn. Cái răng mình là để nghiền nát thức ăn mà lại giao cho cái bao tử nghiền nát. Hồi trước Giác Nhàn nhắc chuyện này, anh em ăn một thời gian là chắc là cũng bỏ rồi đó. Thì Giác là ông ăn thôi cho nhanh cực kỳ luôn. Quay lại thấy ông đi đâu mất tiêu. Thì hôm nay mình nhai nhuyễn như vậy đó thì nó lợi ích nhiều thứ lắm. Mình đi ra phong nó cũng khác, mà mình thấy cái cơ thể mình nó trưa nó đói liền. Cũng ăn bao nhiêu thức ăn đó mà nhai không nhuyễn, đến trưa không đói. Ngộ. Rồi bây giờ muốn làm sao để cái răng mình nó bền được? Vừa ăn cơm xong là phải súc miệng bằng nước muối, ngậm nước muối. Vị hòa thượng đó 90 mấy tuổi mà hàm răng còn nguyên luôn. Hôm trước mỗi lần mà xuống lấy men răng á, là họ cà vô là coi như là họ lấy trong đó ra là nó buốt, mà hôm nay ngậm nước muối 3 tháng họ xuống họ cà rẹt trong đó mà không sao hết trơn. Nước muối cực kỳ hay, trị viêm họng luôn, mà cái bộ răng của mình cực kỳ tốt luôn. Nên ngậm nước muối sau khi ăn cơm và súc miệng bằng nước muối luôn. Thì cái hàm răng, cái bộ răng mình phải giữ để suốt cuộc đời của mình ăn mình nhai cho nó nhuyễn. Bao tử mình phải dưỡng cho nó, chứ ăn cứ tống vô trong đó mình không nhai nhuyễn thì gì, nó đâu bao tử, cái chỗ chứa cơm nó đâu, nó lét nó lỡ cắt. Sống được không? Cuộc sống này không phải đơn giản như mình nghĩ đâu, nó rất là khó đó. Không có những người họ nói những kinh nghiệm cho mình sống thì thực ra mình sống không bao nhiêu năm đâu. Thực sự là vậy đó. Mình phải học hỏi để mà mình biết, để mình sống cuộc đời mình nó ít bệnh hoạn. Mỗi lần bệnh hoạn thì cả chùa mình sao? Phải có người đưa đi, phải tốn tiền tốn bạc. Một người trong gia đình bệnh là sao? Rối cả gia đình. Đúng không? Mà mỗi lần người bệnh là bắt đầu giảm phước đó. Cho nên phải biết cái cuộc sống này phải vận dụng khéo lắm, chứ không thôi là không phải đơn giản để mà nó có thể kéo dài tuổi thọ như những ông bà xưa đâu. Ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ vân vân mọi thứ là mình phải học hết, học những người tiền bối đi trước, đỡ mất thời gian mình phải nghiên cứu. Đại từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2021, nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu tại Viện Chiên Tu. Tổ chức lễ phóng sanh này tất cả các loài chúng sanh. Hôm nay quý vị đầy đủ nhân duyên lành, được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh. Quý vị đã có nhân duyên với Tam Bảo nhiều đời nhiều kiếp, cho nên hôm nay quý vị được về tại Viện Chiên Tu, được nghe chánh pháp, được quy y Tam Bảo, được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật để chuyển thân vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chư vị Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả chúng sanh này được đem về đây quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim lương này bị cắt cổ nhổ lông, chuyên xào đau nướng đau đớn quằn quại khổ hải lên ra, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Này tất cả các loài chúng sanh, giờ đây quý vị hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh, phát tâm quy Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dân di tịnh thủy viếng sái tam thiên tánh không bất đức lợi nhân thiên pháp giới quảng thân duyên diệt tội thiên viên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ tử lụy giả bất công đức thị tại thiên chân, tiền tại chúng sanh nghiệp câu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, cá chung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần bản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đặng đặc đàn tràng sái khô mộng nhi tác dương xuân khiết khế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trừ quế thánh phạm vũ hiển tổng thanh lương bồ tát liễu độ cam lô tỷ năng linh nhất đức biến thập phương
Tinh duyên của ế tạm quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp trước đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Đây các loài chúng sanh kia các người đã nói nhớ chùa vì bồ tát chúng sanh đã hướng tâm về tam bảo hòa để chưa là làm người đầy đủ công chân pháp ma thường sao cùng nguyện thế chư điều và di đà. Chúng đừng ngồi vẫn thôi để đo từng chúng sanh. Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Hùng Đại Lượng Đại Thế Chi Bồ Tát.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thiện Thủ Thiện Nhân Tinh Cầu Bốn Quang Thế Âm Bồ Tát Phụng Nguyện. Thượng Chư Phật Nhớ Tăng Huy Pháp Luân Thượng Chuyển Phong Địa Vua Thượng Quân Thới Chân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lành. Đệ tử chúng con à, nguyện đem công đức phóng sanh này phổng chân nghiêm Tây Phương Cội Nước Phật A Di Đà trên đền bốn ơn đằng dưới cứu khổ ba đường. Những người thính nghe đường đều phát tâm Bồ Đề Đồng Sinh Cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con à, nguyện đem công đức phóng sanh này huyển cầu ban cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới và cầu ban cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh cùng chư vị đang dân sự cầu ban nơi đây. Cội hướng cho đại chúng ta viên chứng tu và tinh thức quang thế âm thân tâm mang lần từng bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phúc huệ xuống tu tự chấm giác tha chẳng hạnh viên mạng. Để đưa chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hưởng cầu siêu tất cả chúng sanh đã bị chính vì dịch bệnh Corona trên toàn thế giới cùng cầu siêu công chân khứ pháp danh thiện chánh của bà Nguyễn Thị Ngày pháp danh Sa Di Ni Liên Phương. Nguyện thiện nguyện bốc danh bình an hội hướng cầu siêu cho chư vị đang dân sơ kỳ siêu nơi đây cùng hội hướng kỳ siêu. Cho chư vị của huyền thánh thô tập nhị lợi cứu hồn mà quý hạ xa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư vị ứng đinh tha nhi cùng chư vị ứng đinh có duyên với chúng con và các vị ổn gia trời chủ trong nhiều đời kim kiếm đã bị chúng con. Cô quý hậu vô tình hoặc suốt người sức hại hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vận sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dựng dục phù mô sinh thành đường na tinh thí tăng đích phước điện ẩm siêu chân thuế pháp giới chúng sanh tình dư vô tình đồng sanh Cực Lạc đồng kiến di đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật tử quy Phật thế theo đạo ca quán lòng vô thượng tử quy pháp xin an vị chúng sanh thâu độ kinh tạng chi huệ như biển từ quy tâm cũng ly đại chúng tất cả không ngờ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Niệm Phật phóng sanh phước huệ viên mãn hồi hướng Tây Phương sen vàng thượng phẩm. Mau mau ta cùng nhau phóng sanh nên hạn chế sát sanh. Ta nên ăn chay gì ăn chay nếu được một ngày là được một ngày thế giới chạy trường là thế giới được bình an bao tai ách được tiêu trừ sẽ tan biến trong vô hình sức khỏe trường thọ dài lâu. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlườngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, Kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948, 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: số 1 tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2 tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111747474,
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code: BFTVVNVX056. Account no: 0561 370 74 74 74. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ: Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.